trải rộng từng nơi trong cơ thể. Ma Ngục Huyền Thai Kinh dùng tốc độ càng nhanh vận chuyển, đem dược lực hóa thành tu vi chân khí tràn ngập toàn thân của hắn. Dược lực liên tục không ngừng mà đến, để cho thân thể của hắn lại bành trướng. Trong thân thể tràn ngập chân khí cùng lực lượng không cách nào tưởng tượng, khiến cho hắn nhu cầu cấp bách hiện tại là đem lực lượng cùng chân khí dư thừa phát tiết đi ra bên ngoài. Tiêu Tổng Quản nghiến răng nghiến lợi, song trưởng đẩy kích mà đến. Ta từ thuở nhỏ đã tu luyện Hỗn Nguyên Đồng Tử Công, lực lượng sánh với ba voi. Tiểu bối à, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ đấy, cùng ta liều mạng là ngươi muốn chết sao? Sao? Lực lượng của ba voi ư? Trong cơ thể Giang Nam, Bách Hải nổ đùng, bị chân khí cường đại trùng kích, đùng đùng rung động. Hắn cười ha ha nói: "Ồ, rất khéo, khoảng cách ba tượng chi lực cũng không xa đâu." Đong! Hai người lấy cứng chọi cứng, trường lực bộc phát ra, bùn đất dưới chân như là bọt nước, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh mà lên. Vách tường bốn phía tiểu viện này bị bước chân cùng trường lực của hai người chấn đến lay động không ngớt, rốt cục oanh một tiếng, hướng ra phía ngoài sụp đổ. Loạn thạch bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Giang Nam còn không cách nào chống cự lực lượng của Tiêu Tổng Quản, bị buộc lui về phía sau, đi ra khỏi tiểu viện. Tiêu Tổng Quản tiến sát từng bước, một trường lại một trường bổ tới trước. Hai người đại khai đại hợp, đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, đến chiêu thứ 6, Giang Nam đã đứng vững trận tuyến, một bước không lùi, chỉ là bị trường lực của Tiêu Tổng Quản chấn đến thân hình lay động bất định. Lực lượng của tiểu tử này ở bên trong cuồng tăng, làm sao có thể như vậy được? Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn thật sự có thể đột phá đến ba tượng chi lực mất thôi. Thậm chí so với Hỗn Nguyên cao thủ như ta lại còn mạnh hơn. Tiêu Tổng Quản lại là một trường đập tới, trong nội tâm càng kinh sợ. Lúc này Giang Nam tiếp được trường lực của hắn, thậm chí ngay cả thân hình cũng không lay động, thoáng một lần hiển nhiên đã tu thành ba tượng chi lực, cùng lực lượng của hắn là tương xứng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Giang Nam vậy mà sớm ăn vào linh đan diệu dược như Xá Lợi Linh Đan. Xá Lợi Linh Đan có thể nói không phải cảnh giới như Giang Nam có khả năng phục dụng. Loại linh đan này chất chứa dược lượng cực kỳ khủng bố, chỉ có tu thành nội cương cảnh mới có thể an toàn mà phục dụng. Bất quá Giang Nam tu luyện Long Hổ Tự Lực Quyết lại dùng Đâu Xuất Thần Hỏa rèn luyện thân thể, khí lực cường đại hơn võ đạo cao thủ cùng cảnh giới rất nhiều. Dùng dược lực cường đại như Xá Lợi Linh Đan, tuy hắn không bị dược lực bạo nổ, thế nhưng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng hắn cùng Tiêu Tổng Quản giao thủ, Giang Nam liền có đối tượng phát tiết, đem dược lực dư thừa bài xuất ra. Tốc độ luyện hóa dược lực của Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng nhanh hơn, tốc độ tu vi tăng trưởng càng làm cho người ta phải sợ hãi, để cho lực lượng của hắn cũng liên tiếp mà kéo lên. Tiêu Tổng Quản chỉ cảm thấy lực lượng của Giang Nam càng lúc càng lớn, mình vậy mà ẩn ẩn có chút cánh tay nhức mỏi. Hiển nhiên lực lượng của hắn đã bắt đầu siêu việt hơn mình, đã vượt qua ba tượng chi lực. Quái vật, người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ánh mắt của Tiêu Tổng Quản lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người giao thủ là kinh thiên động địa bậc nào đây? Sớm đã kinh động đến cao thủ trong Dược Vương Phủ. Chỉ thấy từng bóng người thoáng hiện, nhao nhao đứng ở đằng xa đang trông xem như thế nào. Hai người này thật sự rất cường mãnh. Vị Cẩm Bảo lão giả kia hình như là Tiêu Tổng Quản dưới trướng Nhị Hoàng Tử, chính là Hỗn Nguyên cảnh cao thủ. Thiếu niên kia là ai vậy? Tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà có thể cùng Tiêu Tổng Quản đánh lâu như vậy còn không có bị thua. Thiếu niên kia hình như là khách quý của quận chúa mời đến đấy, đã từng cứu quận chúa một mạng. À, ta nhớ được rồi, nghe nói ngày hôm qua Mộc Tần Nam công tử cùng Lộ Trung Tần công tử, giống như chính là hắn đã hạ thủ vậy. Lại là hắn sao? Nhạc Phong chứng kiến người cùng Tiêu Tổng Quản động thủ là Giang Nam, không khỏi đầu lớn như cái đấu, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn oán giận thầm nghĩ: quận chúa kết bạn với người nào mà không được chứ, hết lần này tới lần khác cứ phải kết bạn với cái tên chiến đấu cuồng bạo này. Lần trước đánh Mộc Tần Nam cùng Lộ Trung Tường thì cũng thôi đi, không nhắc đến. Lần này rõ ràng ngay cả tổng quản của Nhị Hoàng Tử cũng dám đánh tới. Bất quá tu vi của hắn giống như lại có tinh tiến rồi. Nghe nói Tiêu Tổng Quản chính là Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, Giang Nam lại có thể cùng hắn tương xứng, loại tu vi tiến cảnh này thật sự là kinh người mà. Tốc độ tu vi tiến bộ của Giang Nam hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của hắn. Lúc trước Giang Nam cùng một Tần Nam giao thủ tuy rất cường bạo, nhưng cũng không tính là mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Dù sao hai người bọn họ đều là luyện khí cảnh,
mà Tiêu Tổng Quản lại là hỗn nguyên cảnh cao thủ, so với Giang Nam cao hơn một cảnh giới. Một cảnh giới nhìn như không kém nhiều, nhưng hỗn nguyên cùng luyện khí ở giữa chênh lệch lại rất lớn, bởi vì hỗn nguyên cảnh đã có thể làm được luyện khí thành cương, tiếp xúc đến phạm chủ cương khí, mà luyện khí cảnh lại như cũ chỉ là chân khí, cả hai tầm đó có chất biệt khác nhau. Chẳng qua hiện nay Giang Nam có thể cùng Tiêu Tổng Quản tương xứng, điều này nói rõ rằng Giang Nam chẳng những ở trên lực lượng cùng hỗn nguyên cảnh cao thủ như Tiêu Tổng Quản sánh vai, thậm chí chất lượng chân khí của hắn cùng cương khí của Tiêu Tổng Quản so sánh với nhau là tương đương. Vậy thì thập phần khủng bố. Có đệ tử Dực Vương Phủ vội vàng hướng Nhạc Phong nói: Phong ca, hôm nay vương gia đang bế quan, người nhanh mời quận chúa tới đây. Chỉ sợ chỉ có quận chúa mới có thể để cho bọn hắn nghe lời thôi. Ngăn lại hai người bọn họ đi. Nhạc Phong cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: Vừa rồi nhị hoàng tử mời quận chúa đi hành cung làm khách rồi. Hôm nay quận chúa không ở trong phủ, đợi đến lúc đi mời được quận chúa trở lại, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm đánh cho người chết ta sống rồi. Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Tổng Quản đột nhiên rút lui một bước, dĩ nhiên là bị Giang Nam bức lui. Tiêu Tổng Quản gào thét, Giang Nam bức lui hắn một bước. Với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Đường đường hỗn nguyên cảnh cao thủ lại bị một mao đầu tiểu tử luyện khí cảnh bức lui, rơi vào trong tay nhị hoàng tử, địa vị của hắn sẽ khó giữ được. Bất quá, mặc kệ hắn phản kích như thế nào, cũng thủy chung không cách nào đè xuống xu hướng suy tàn. Ngược lại, theo trong tay Giang Nam chuyển đến, lực lượng càng lúc lại càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn liên tiếp bại lui, càng khó ngăn cản. Họ Giang kia, không thể không nói, người hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bất quá, người muốn thắng ta, còn xa xa, chưa đủ tư cách đâu. Mặt mũi Tiêu Tổng Quản tràn đầy lệ khí, hắn hung ác nói: Ta tu thành hỗn nguyên, luyện khí thành cương, dùng cương khí xa trì bản thân, thân hình mạnh mẽ, như sắt không nát vậy. Ngươi mà liều tiêu hao với ta, ngươi liều không qua ta đâu. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, vị Tiêu Tổng Quản này đúng như hắn đang nói, quả thực chính là một người đánh không nát, nhai không vỡ. Thân thể ở dưới cương khí xa trì vô cùng cứng rắn, không phá đi được cương khí của hắn, đừng mơ tưởng đánh bại được hắn. Tuy lực lượng của ta còn hơn hắn, thế nhưng chân khí dù sao cũng không phải là cương khí, còn không cách nào chính thức cùng cương khí so sánh được. Giang Nam đối với điểm này có nhận thức rất sâu sắc. Chất lượng chân khí của hắn mạnh như vậy là vì hắn tu luyện chính là công pháp thần diệu Mang Ngục Huyền Thai Kinh. Hơn nữa, hắn tu luyện Minh Vương Thần Ấn, rèn luyện tinh thần ý niệm, khiến cho chân khí của hắn ngưng tụ trong lúc vô hình viễn siêu hơn thường nhân. Nhưng chân khí dù sao cũng là chân khí, cùng cương khí so sánh vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Bất quá, liều tiêu hao như lời của Tiêu Tổng Quản, hắn không sợ chút nào. Ta có được Xá Lợi Linh Đan, lại có rất nhiều đan dược. 10 tên như hắn cũng không thể làm gì được ta. Thế nhưng cái thằng cha này là người của nhị hoàng tử. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chi bằng tốc chiến tốc thắng thôi. Giao Long Điếu Miết. Chân khí của Giang Nam khẽ động, đem Giao Long Điếu Miết mà mình chưa luyện thành thi triển ra. Đây là thức thứ 7 của Long Hồ Tượng Lực Quyết, có được tu vi nội cương, mới có thể để cho uy năng một chiêu này phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại mặc dù có chỗ uy lực, nhưng dùng để đối phó hỗn nguyên qua thủ như Tiêu Tổng Quản liền có chút chưa đủ. Có sơ hở. Tiêu Tổng Quản có mắt sáng ngời, lập tức phát hiện chỗ sơ hở một chiêu này của Giang Nam, không khỏi đại hỉ, thả người tiến lên, kêu to không dứt, hướng ngực Giang Nam chụp tới, cười khanh khách nói: Hê hê, họ Giang, người vẫn là quá non nớt đi. Tay của hắn còn chưa bắt được ngực Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy chiêu thức của Giang Nam đột nhiên biến đổi. Chân khí như là giao long, mở cái miệng rộng hung dữ chờ hắn chui đầu vô lưới. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Giang Nam tu luyện đến luyện khí cảnh, chân khí đã có thể làm được biến hóa, hiện ra hình thái. Một chiêu giao long điếu miết này đúng là bày ra chỗ yếu để dụ địch, dụ dỗ địch nhân mắc câu. Đợi đến khi địch nhân nhập úng, sẽ ở một khắc mấu chốt này, ác dao liền hiện ra, dữ tợn hung ác, chờ nuốt luôn huyết nhục. Chính là một kích sắc bén nhất, âm hiểm nhất. Giao Long Điếu Miết, lưỡi câu chính là lão ô quy ngươi, xem ta phá vỡ cương khí hộ thể của ngươi như thế nào đây. Giang Nam quát lớn, bàn tay như là đầu ác dao, há miệng to như chậu máu, răng nhọn giao thoa, hung ác đến cực điểm. Trong nội tâm Tiêu Tổng Quản sợ hãi, vội vàng phi tốc lui về phía sau. Lại vào lúc này, chỉ thấy một chiêu kia của Giang Nam rơi xuống.
Long ngâm chuyển ra, miệng lớn Giao Long hung hăng cắn tới, để cho hắn không có chỗ để trốn, không khỏi thầm nghĩ một tiếng, không xong. Đợi một chiêu này chứng thực, Tiêu Tổng Quản không khỏi nao nao. Một chiêu này của Giang Nam vô cùng lăng lệ, ác liệt. Hơn nữa, cực kỳ giảo hoạt xảo trá, âm hiểm vô cùng. Để cho hắn không kịp tránh né, hắn vốn cho là một kích tất sát, lại không nghĩ rằng một thức này căn bản không có bao nhiêu uy lực, cũng không để cho hắn bị thương. Uy lực thậm chí còn không bằng chiêu thức Giang Nam sử dụng lúc trước. Đúng rồi, một chiêu này của hắn cũng không có luyện thành. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Giang Nam đã đưa thân áp sát, như là pho lớn lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Một bước tầm đó liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Chân khí cùng không khí ma sát với nhau, phát ra thanh âm giống như lôi minh, một chưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn. Lần này nguy rồi, sai sót tiên cơ. Tiêu Tổng Quản điên cuồng hét lên, toàn lực thúc giục Hỗn Nguyên Đồng Tử Công đối chiến một kích này. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được mục đích của Giang Nam sử dụng một chiêu mà bản thân chưa luyện thành kia. Giao Long Điếu Miết chính là để cho hắn nhượng bộ, để cho hắn lâm vào hạ phong. Không thể lui, vừa lui, hắn liền có xu thế mãnh hổ xuống núi, Giao Long xuất uyên. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, thân hình Tiêu Tổng Quản rung mạnh, lông mày lăng không bay múa, vậy mà một bước không lùi, cứ thế mà ngăn lại một kích lăng lệ ác liệt của Giang Nam. Chỉ là sắc mặt lập tức đỏ lên, cương khí trong người di động xông tới không ngớt, thực sự ngăn lại thế công của thần tượng Đạp Sơn. Luyện khí thành cương, chỗ cường hoành có thể thấy được. Nếu hắn đỡ xong một chiêu này của Giang Nam, liền như trước có cơ hội lật bàn. Đánh bạc, ta sẽ đánh bạc, hắn phá không được cương khí của ta. Bành! Kích thứ hai của thần tượng Đạp Sơn theo sắp tới. Quần áo của Giang Nam phiêu đãng, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, một cước đá ra, tự hồ ngay cả núi cũng có thể đá bay được. Tiêu Tổng Quản đối chiến một kích này, sắc mặt trắng bệch lập tức trở nên có chút đỏ, rốt cục nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn vừa lui về phía sau, khí thế của Giang Nam lại càng mạnh hơn nữa. Thần tượng Đạp Sơn là một chiêu như vậy, dùng lực trùng kích đến để thăng chiêu thức. Khoảng cách càng xa, lực trùng kích càng cường mạnh. Tiêu Tổng Quản vừa lui, liền đã chú định hắn bại cục đã định. Bành bành bành. Hai người, một người bạo lui, một người ép sát, chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng va đập cực lớn chuyển đến. Đại địa rung động kịch liệt. Hai người mỗi lần va chạm liền thấy bùn đất cùng loạn thạch tung bay, tựa như hai đầu cự thú liều chết chém giết với nhau vậy, để cho những Dực Vương phủ cao thủ vây xem kia không khỏi phải biến sắc. Vô luận Tiêu Tổng Quản hay là Giang Nam cũng không phải đặc biệt cường tráng, trái lại hai người thậm chí có chút gầy yếu. Giang Nam thanh tú nhìn như văn nhược, Tiêu Tổng Quản lại có vẻ cơ bắp can luyện, rất khó tưởng tượng trong thân thể nho nhỏ của hai người lại có thể bộc phát ra được sức lực lớn kinh người như thế. Hộ thể cương khí, phá cho ta! Giang Nam quát chói tai, một kích cuối cùng của thần tượng Đạp Sơn hung hăng nện vào ngực Tiêu Tổng Quản. Trong miệng Tiêu Tổng Quản thổ huyết, cương khí lao nhanh trong cơ thể rốt cục bị Giang Nam triệt để đánh nát. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi gần chết, lập tức thả người liền đi, lạnh lùng nói: Giang Tử Xuyên, người giết Mộc Tần Nam, lại giết bốn nô tài của Nhị Điện Hạ, thậm chí ngay cả ta cũng muốn giết đi. Hung ác cùng cực, lần này sau khi ta trở về, nhất định sẽ tự mình bẩm báo Nhị Điện Hạ, xem ngươi sẽ chết như thế nào nào. Sao, ta chết như thế nào ư? Còn là ngươi chết trước một lần cho ta xem một chút nào. Giang Nam thả người mà lên, hướng Tiêu Tổng Quản chặn đánh mà đi. Hai người một trước một sau, thân hình ở giữa không trung phi tốc tiếp cận. Giang Nam đánh chết Mộc Tần Nam ư? Còn giết bốn thái giám của Nhị Hoàng Tử sao? Nhạc Phong nghe vậy ngẩn ngơ, đột nhiên từ trong kiến thức kinh người này tỉnh lại, chứng kiến Giang Nam đang đuổi giết Tiêu Tổng Quản, vội vàng quát lên: Mau, nhanh, ngăn bọn hắn lại, đừng để cho bọn hắn phân ra sinh tử. Hai người bọn họ, người nào chết đi, chúng ta đều không tiện khai báo đâu. Phần đông đệ tử của Dực Vương Phủ trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao hướng hai người đuổi theo. Bất quá thân pháp của Giang Nam cùng Tiêu Tổng Quản cực nhanh, những người như bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Tu vi của Nhạc Phong cũng cực cao, đã tu thành Hỗn Nguyên, thân pháp cực nhanh. Thả người đi lên, thân như phiến hồng, chặn ngang giữa hai người, chắp tay mà nói: Giang huynh, hãy khoan dung độ lượng, hãy nể mặt mũi tiểu đệ một chút nào. Vù! Giang Nam triển khai thân pháp như một con du long vô cùng chân trượt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, vượt qua hắn, tiếp tục hướng Tiêu Tổng Quản đuổi giết mà tới. Nhạc Phong ngẩn ngơ,
thần pháp thật tốt. Hắn lực lượng đã suy kiệt, từ giữa không trung rơi xuống dưới, lần nữa chuẩn bị truy kích Giang Nam và cùng Tiêu Tổng Quản. Đã thấy Tiêu Tổng Quản bị Giang Nam từ giữa không trung đánh xuống. Tràng cảnh lúc hai người động thủ kia thật kinh người, như là hai đầu mãnh thú hung mãnh quay cuồng đánh lẫn nhau, một đường đụng vào lâm viên của Dực Vương phủ, chỉ thấy cây cối như mọc thành phiến đổ xuống. Giang Tử Xuyên, ngươi dám giết ta, nhị điện hạ! Tiếng nói bén nhọn của Tiêu Tổng Quản từ trong lâm viên truyền đến, im bặt mà dừng. Xa ngút ngàn dặm, không một tiếng động, sắc mặt Nhạc Phong đột nhiên thay đổi, dừng bước lại, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lần này thì xong rồi. Giang Nam từ từ cất bước, từ trong lâm viên đi xa. Nhạc Phong thấy hắn như trước, giống như không có việc gì, không khỏi liên tục dậm chân, nhịn không được nói. Giang huynh, lần này ngươi làm sai rồi. Nếu như ngươi đã thắng, vậy thì tha hắn một lần đi, làm gì đuổi tận giết tuyệt như vậy. Hôm nay ngươi giết Tiêu Tổng Quán, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Giang Nam cười nói. Nhạc huynh thật là khoan hậu, tiểu đệ xin bội phục. Bất quá tiểu đệ chưa bao giờ đắc tội qua nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử lại phái người đến đây giết ta. Ngươi cho rằng ta buông tha Tiêu Tổng Quán, hắn sẽ từ bỏ ý đồ hay sao? Nhạc Phong thở dài liên tục, không biết nói cái gì mới phải. Cũng trong lúc đó, nhị điện hạ như thế nào mà rảnh rỗi đến Dực Vương phủ của ta vậy? Bên trong hậu hoa viên của hành cung ở Dực Vương thành, Nhạc Linh Nhi cùng Tô Triệt sóng vai mà đi, đi tới phía trên cầu nổi. Lúc này tuy là mùa đông, nhưng hậu hoa viên của hành cung lại như cũ, ôn hòa như mùa xuân vậy. Nhiều loại hoa thắng gấm, hương phiêu khắp nơi chân đất. Nhạc Linh Nhi cười nói, nhị điện hạ, hôm nay cha ta đang bế quan, trùng kích cảnh giới thần thông, không rảnh chiêu đãi người, kính xin người thứ lỗi cho. Tứ hoàng tử đã ở trong phủ của ta, chỉ là hắn cũng đang bế quan, đoán chừng tiếp qua không lâu nữa sẽ liền xuất quan thôi. Trong mắt Tô Triệt lóe lên hàn quang, lại khôi phục như thường, ôn hòa cười nói, tứ đệ bế quan không thấy tiểu vương, đây cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu vương ngược lại rất chờ mong cùng tứ đệ gặp gỡ một lần, nói lời tương hối. Nhạc Linh Nhi áo đỏ như lửa, tư thế hiên ngang cười nói, điện hạ có chỗ không biết rồi, gần đây Dực Vương phủ ta có khách quý đến, là ân nhân cứu mạng của tiểu muội, tên là Giang Nam, được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt, tu vi tinh thâm, càng là một vị luyện đan cao thủ, không bằng tiểu muội thay ngươi dẫn tiến đi. Giang Nam ư? Trong mắt Tô Triệt hiện lên một đạo sát cơ không dễ nhìn thấy, hắn thầm nghĩ, ta sở dĩ mời ngươi đi vào hành cung chính là vì tru sát người này, miễn cho người tiến đến ngăn cản. Hắn ôn hòa cười cười nói, tiểu vương cũng rất muốn gặp vị tuổi trẻ tuấn kiệt này, bất quá linh muội à, lúc này ta và ngươi rảnh rỗi, nguyên có lẽ nên nói chút phong hoa tuyết nguyệt, nhắc tới ngoại nhân không khỏi có chút phá hư phong cảnh rồi. Trên mặt hắn thưởng thức dò xét thiếu nữ bên người, hắn thầm nghĩ, sở dĩ tứ đệ tiến vào Dực Vương phủ hơn phân nửa cũng là đối với Dực Vương chi nữ này động tâm tư, muốn bắt được trái tim của nàng để đạt được Nhạc Vương gia ủng hộ, quả nhiên là giỏi tính toán mà. Bất quá có ta ở đây, hắn tính toán liền uổng công rồi. Tứ đệ à, lúc này đây ta chẳng những muốn giết ái tướng của ngươi, còn muốn đoạt tâm hồn thiếu nữ của Nhạc Linh Nhi này, cho ngươi thất bại thảm hại, vĩnh viễn không có cơ hội xoay sở. Hiện tại có lẽ Tiêu Tổng Quán đã đánh chết Tử Xuyên rồi, giết chết một tiểu tử luyện khí cánh với hắn mà nói tự nhiên là rất dễ dàng, dù sao hắn cũng là hỗn nguyên cảnh tu vi. Điện hạ, điện hạ, việc lớn không xong rồi. Lộ Trung Tường lảo đảo té từ bên ngoài chạy đến, kêu trời đập đất, đang muốn khóc lóc kể lể, Tô Triệt vội vàng ném một cái ánh mắt sắc lẹm đến Lộ Trung Tường. Lộ Trung Tường thoáng nhìn Nhạc Linh Nhi ở bên, vội vàng câm miệng, linh muội, tiểu huynh còn có việc phải xử lý, xin thứ tội. Tô Triệt bước ra khỏi hậu hoa viên, sắc mặt âm trầm quát lên, đã xảy ra chuyện gì? Lộ Trung Tường gào thóc kêu lên, điện hạ à, chúng ta phụng mệnh ngươi đi giết Giang Tử Xuyên kia, lại bị hắn ta hung ác hạ độc thủ, chẳng những giết Mộc huynh, dù là bọn người Tiêu Tổng Quán cũng hết thảy bị hắn ta giết chết hết rồi, ngay cả ta cũng suýt nữa chết trong tay của hắn ta. Cái gì? Sắc mặt Tô Triệt đột nhiên trở nên vô cùng rất lạnh, hung ác nói, nô tài vô dụng, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, chẳng lẽ còn muốn bổn vương tự mình ra tay đối phó dân chạy nạn kia hay sao? Điện hạ,
muốn lão nô tự mình ra tay hay không? Thiên Bảo Thái Giám chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Lộ Trung Tường, giống như U Linh thấp giọng nói. Tô Triệt suy tư một lát, lắc đầu nói. Đối phó một tiểu bối còn không đáng để cho ngươi ra tay. Giang Tử Xuyên kia ngược lại là một nhân vật, rõ ràng ngay cả tên phế vật Tiêu Tổng Quản kia cũng chết ở trong tay của hắn ta. Bất quá, hắn giết Mộc Tần Nam, không cần ngươi động thủ, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Mấy ngày nữa chính là Dược Vương Thành Vạn Thương Đại Hội, chẳng những quần thương tụ tập, hơn nữa tất cả đại thế gia đều sẽ phái người tới tham gia mua sắm linh đan, mua bán kỳ chân dị bảo. Cao thủ của Mộc Vương rất nhanh sẽ tới nơi này, tự nhiên có người của Mộc Vương phủ muốn tính mạng của hắn ta thôi. Ánh mắt của Thiên Bảo Thái Giám sáng ngời, gật đầu đồng ý. Dược Vương Thành Vạn Thương Đại Hội chính là việc trọng đại mỗi năm một lần, mấy ngày nữa sẽ tổ chức. Thương nhân các nơi trong cả nước tụ tập, Mộc Vương phủ nhất định sẽ tới tham gia. Chỉ cần người Mộc Vương phủ đến, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Triệt lướt nhìn Lộ Trung Tường, trong nội tâm tức giận thầm nghĩ. Hiện tại, Linh Muội không biết ta phái người đi giết Giang Tử Xuyên. Thế nhưng trở lại, Dược Vương phủ nhất định sẽ có người bẩm báo cho nàng. Nếu nàng biết rõ ta phái người đi giết ân công của nàng, khẳng định đối với ta không có một chỗ tốt nào cả. Đáng chết mà, mấy tên phế vật này thậm chí ngay cả chút việc nhỏ cũng xử lý không thành. Điện hạ đã đi đến Dược Vương Thành của ta, sao không đi Dược Vương phủ ta một chút đi? Cũng tốt để cho tiểu muội tận tình mà chiêu đãi mà. Nhạc Linh Nhi bỗng mời nói. Tô Triệt mỉm cười. Ồ, cung kính công bằng tuân mệnh vậy. Hai người cười cười nói đi vào Dược Vương phủ. Nhạc Linh Nhi chỉ thấy Dược Vương phủ so với lúc bình thường loạn hơn rất nhiều. Rất nhiều nô bộc đang vận chuyển vật liệu xây dựng, có sửa đường, có dựng phòng ốc, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Lại có đệ tử Dược Vương phủ thấy nàng đến, đang muốn về phía trước bẩm báo, đột nhiên thoáng nhìn thấy Tô Triệt ở bên người quận chúa, không khỏi dùng mình một cái, không dám lên trước. Trong nội tâm Nhạc Linh Nhi càng phát ra buồn bực, hận không thể lập tức nắm đến một người hỏi thăm tột cùng tận tình. Đột nhiên thoáng nhìn một thiếu niên hướng phương hướng phòng luyện đan đi đến, con mắt không khỏi sáng ngời, gấp gáp bước lên phía trước cười nói. Tử Xuyên, ngươi tới thật đúng lúc mà, tiểu muội cùng ngươi giới thiệu một chút nào. Vị này chính là nhị hoàng tử Tô Triệt điện hạ. Nhị hoàng tử, còn vị này chính là người ta vừa mới nhắc tới xong, là nhân tài mới xuất hiện của Tề Vương phủ, Giang Nam, Giang Tử Xuyên. Lại nói Tử Xuyên vẫn là một đại sư luyện đan đấy. Ồ, bái kiến nhị hoàng tử. Giang Nam dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười. Trong mắt Tô Triệt hiện lên một vòng hàn quang, cao thấp dò xét Giang Nam, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, lạnh nhạt nói. Ngươi là Giang Tử Xuyên ư? Tiểu vương nghe nói ngươi cùng Mộc Tần Nam, Mộc Thế Huynh có chút ân oán, xin hỏi phải chăng bái kiến Mộc Thế Huynh chưa? Mộc Tần Nam, Mộc Huynh sao? Trên mặt Giang Nam nghiễm nhiên tiếu dung nói khẽ. Mộc Huynh ta chưa từng thấy qua, bất quá ta ngược lại là nhìn thấy mấy con chó hoang cắn người. Trùng hợp ta tính tình không tốt, ghét nhất chó hoang cắn bậy, liền đem mấy con chó hoang kia đánh cho một trận rồi. Sắc mặt Tô Triệt phát lạnh, đột nhiên cười ha ha, ý vị thâm trường nói. Ồ, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nói không chừng, chủ nhân mấy con chó hoang này không phải Giang Huynh có thể trêu chọc vào được đâu. Giang Nam mỉm cười nói. Vậy cũng không có biện pháp gì rồi, ta là người ra tay rất nhanh. Đã đánh chết chó hoang, cho dù đắc tội chủ nhân chó hoang, cũng không thể tránh được rồi. Trên mặt Tô Triệt, hàn khí quá nặng, lạnh lùng nói. Giang Huynh, ta có một câu chuyện nói cho ngươi nghe. Hắn trầm giọng xuống nói. Lúc trước có người đứng sai đội ngũ, sau đó hắn ta đã phải chết đi. Giang Nam cũng cười ha ha nói. Ồ, ta cũng có câu chuyện nói cùng điện hạ nghe. Lúc trước có người thả chó hành hung người, sau đó bị người ta cũng đánh chết đi đấy. Hai người bốn mắt đối mắt, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái, trong nội tâm nói thầm. Hai người này ngược lại cũng có hứng thú mà, vừa thấy mặt nhau liền kể chuyện xưa cho đối phương nghe rồi. Chỉ là Tử Xuyên cùng nhị hoàng tử kể chuyện xưa thật là khô khan mà, chẳng êm tai bằng những thuyết thư tiên sinh kia giảng được. Hai người Giang Nam cùng Tô Triệt giảng câu chuyện lời ít mà ý nhiều, chỉ có 10 chữ. Nhạc Linh Nhi tự nhiên nghe không hiểu trong đó chất chứa sát ý ôm tùm. Bất quá tuy Giang Nam cùng Tô Triệt cũng hiểu được ý nghĩa sát ý của đối phương.
Tiểu tử này, đối với ta vậy mà cũng động sát cơ, thực là có trời bằng vung mà. Trong nội tâm Tô Triệt thầm run sợ. Ta là hoàng tử của Kiến Vũ quốc này, hắn cũng muốn giết ư? Tiểu tử này thật sự là sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát lưu loát, là nhân kiệt, không thể lưu tính mạng hắn ta được, nếu không tất thành họa lớn. Giang Nam cũng nghe ra ý tứ của Tô Triệt. Nguyên lai sở dĩ Tô Triệt đối với ta thống hạ sát thủ là cho rằng ta đầu phục tứ hoàng tử Tô Hoàng, đứng sai đội ngũ, cho nên đem ta trở thành địch nhân của hắn ta. Tô Triệt đem hắn trở thành địch nhân, hắn cũng lời giải thích cái gì, giải thích trở lại lại thành yếu thế, là chuột dạ. Đối với võ đạo, tâm tình vô ích. Huống chi, hắn đi vào Dược Vương Phủ, chỉ là đến luyện đan, căn bản không có nghĩ tới mình muốn tham dự đến tranh đấu trong hoàng quyền. Chỉ cần luyện hết Xá Lợi Linh Đan, hắn quay người liền rời đi, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Quận chúa, ta còn có việc, xin cáo từ. Giang Nam hướng Nhạc Linh Nhi anh nãy cười cười rồi bước nhanh rời đi. Linh muội, ta cũng có sự tình, ta xin đi trước một bước vậy. Tô Triệt cũng nhanh ly khai, để cho Lạc Linh Nhi lẻ loi chơi trọi ở lại nơi đó. Chuyện đó cho tới bây giờ, mặc dù là Nhạc Linh Nhi cầu thả như thế nào cũng nhìn ra quan hệ của Giang Nam cùng Tô Triệt không phải thân mật như vậy, trong nội tâm không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ Tử Xuyên cùng nhị hoàng tử có kỷ oán gì chăng? Điều đó không có khả năng à. Tử Xuyên là thứ sơ lịch giang hồ, làm sao có thể nhận thức nhị hoàng tử được? Hẳn là bọn hắn tầm đó có chỗ hiểu lầm rồi. Ở trong phòng luyện đan, Giang Nam khẽ nhíu mày. Ta là tới luyện đan, không phải đến kết thù. Không nghĩ tới ta đến Dược Vương Phủ mới có mấy ngày, rõ ràng là nhiều chuyện như vậy. Chuyện xảy ra mấy ngày nay có chút vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn cho là mình chỉ có lúc đối mặt với yêu thú mới cần không ngừng chiến đấu, lại không nghĩ rằng hắn cùng người tiếp xúc vậy mà cũng cần không ngừng chiến đấu. Bất quá đoạn thời gian hắn ở cùng với Giang Tuyết chung một chỗ, đã bị Giang Tuyết bồi dưỡng được tính cách sát phạt quyết đoán, đem tính cách thư sinh của hổ vứt ra khỏi đầu, làm việc dứt khoát lưu loát, không có nửa phần do dự. Cái gì mà hoàng tử, cái gì mà hoàng đế, trong mắt của hắn cùng những yêu thú kia cũng không có khác biệt gì. Chỉ cần dám đối với hắn ra tay, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực mà phản kích lại. Ta cũng muốn giúp mọi người làm điều tốt, không cần động thủ sát nhân. Bất quá ta còn không có cổ hủ đến trình độ lấy ơn báo oán đâu. Đã muốn đối phó với ta, ra tay đối với ta, như vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Nam yên lặng lại tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, khai lò luyện đan. Hắn đã ăn một quả Xá Lợi Linh Đan, trong cơ thể còn có dược lực khổng lồ chưa được luyện hóa. Lúc trước hắn phục dục một cánh Phật Thủ Kim Liên cần tới 4-5 ngày thời gian mới có thể triệt để luyện hóa, mà dược lực của Xá Lợi Linh Đan so với Kim Liên lại càng thêm tinh thuần, càng thêm khổng lồ. Thế nhưng tốc độ luyện hóa so với Kim Liên lại nhanh hơn 2-3 phần. Đây cũng là tác dụng của đan dược, so với linh dược hóa thành chân khí bản thân nhanh hơn. Một quả Xá Lợi Linh Đan còn không cách nào làm cho hắn tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh, mà sau khi cảnh giới tăng lên tới Hỗn Nguyên cảnh, cần tích lũy càng thêm hùng hậu, linh đan cần thiết thêm nữa. Đợi lúc tu luyện đến ngoại cương, trùng kích thần luân cảnh, liền không phải sự tình mấy miếng Xá Lợi Linh Đan có thể giải quyết được. Đáng tiếc, Xá Lợi Linh Đan mặc dù rất tốt, nhưng ta không có khả năng mượn nhờ linh đan tu luyện. Dùng linh đan tăng tu vi lên thật sự quá dễ dàng, quá thuận lợi, quyết thiếu tu luyện cũng có thể ngộ tất yếu, nhất định sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, cảnh giới không ổn, thực lực không theo kịp, thậm chí ngay cả tâm tình cũng xảy ra vấn đề, không được bù đắp mất thôi. Lần này tuy Giang Nam nếm được chỗ tốt của linh đan, nhưng cũng không có bởi vậy mà dựa vào đó. Hắn càng thêm cảnh giác, miễn cho mình đi lạc lối. Hắn thầm nghĩ, những Xá Lợi Linh Đan này ta giữ lại dùng để lúc đột phá cảnh giới sử dụng, dùng không hết liền đưa cho Thiết Chủ. Lần này luyện chế Xá Lợi Linh Đan, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tu vi của hắn so với lần thứ nhất luyện đan hùng hậu hơn rất nhiều, không còn có tình huống chân khí chưa đủ phát sinh, tốc độ luyện chế cũng sâu sắc nhanh hơn. Hơn nữa một bên luyện đan, một bên thúc giục Ma Ngục Huyền Thai Kinh luyện hóa dược lực Xá Lợi Linh Đan còn sót lại trong cơ thể. Một buổi tối hắn luyện chế ra 2 lô Xá Lợi Linh Đan, đều là 10 thành đan. Loại tỷ lệ đan thành đạt này ở trong toàn bộ Kiến Vũ quốc cũng có thể nói là cả nước hiếm có, mà tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể nói là cả nước hiếm có. Trên đường luyện đan, chân khí của hắn chẳng những không có bất luận tiêu hao gì, ngược lại đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới luyện khí trung kỳ,
hướng luyện khí đỉnh phong rảo bước tiến tới. Đến sáng sớm, Giang Nam thu thập một phen, ly khai đan phòng, vận hành Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hấp thu nguyên khí mặt trời, linh đan và tâm pháp cùng nhau tăng tiến tu vi. Hai ngày sau, dược lực của sát lợi linh đan rốt cục bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Giang Nam thuận lợi tu thành bốn tượng chi lực, liền không có tiếp tục phục dụng linh đan nữa. Hắn cơ hồ như một khổ hạnh tăng ly, đối đãi với chính mình, một bên khổ tu chịu đựng, một bên kha lò luyện đan. Như vậy, tuy tu vi tiến cảnh chậm chạp, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Mỗi lần tăng lên một phần tu vi đều bị hắn đối với luyện khí cảnh giới nhiều ra thêm một phần cảm ngộ. Những cảm ngộ này tuy người bên ngoài nhìn không coi là gì, nhưng đối với Giang Nam mà nói lại là một loại tích lũy. Lúc tích lũy đủ nhiều chính là thời điểm hắn phá kén hóa bướm trở thành tông sư. Tu vi của hắn tăng trưởng tuy không bằng phục dụng linh đan, nhưng tốc độ như trước hơn xa tuyệt đại đa số nhân vật thiên tài của Kiến Vũ Quốc. Nếu như lan truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu cái gọi là thiên tài muốn xấu hổ mà phải tự sát. Hơn nữa, Minh Vương Thần Ấn hắn cũng không quên, mỗi ngày đều siêng năng tu tập, tinh thần ý niệm của hắn mạnh hơn, thậm chí có thể ở dưới tình huống không sử dụng chân khí, xóa lên vật nặng trăm cân. Tinh thần ý niệm cường đại bậc này đã siêu việt hơn trình độ của luyện khí cảnh, thậm chí ngay cả hỗn nguyên cảnh, nội cương cảnh cao thủ cũng muốn tự thẹn không bằng. Môn công pháp Ma Vương Thần Ấn này là hắn từ trên người thông linh di viên lấy được. Mấy ngày nay cho tới bây giờ, Giang Nam cuối cùng cũng mượn nhờ ma trùng màu đen trong cơ thể đem tiềm ngũ thức ấn pháp của môn công pháp này suy diễn ra. Môn kỳ công này ngoại trừ Liên Hoa Ấn, Bảo Bình Ấn ra, còn có Linh Châu Ấn, Sư Tử Ấn, Quang Minh Ấn, đều là vô thượng ấn pháp tu luyện để thăng tinh thần ý niệm. Mà ở trên vách ma trùng còn đang suy diễn ấn pháp mới. Môn Minh Vương Thần Ấn này càng về phía sau suy diễn ấn pháp càng khó khăn, hao phí thời gian lại càng dài. Có thể thấy được lai lịch môn ấn pháp này chỉ sợ rất lớn, viễn siêu bất luận võ học gì mà Giang Nam đã thấy được, đương nhiên ngoại trừ Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Mấy ngày hôm nay ta tổng cộng đã luyện 10 lô sáng lợi linh đan, có tất cả 30 miếng linh đan, đan 10 thành. Cộng thêm vào đó, nguyên lai luyện chế một lò chỉ còn lại có 3 lô nên có thể triệt để hoàn thành luyện chế rồi. Giang Nam đi ra khỏi phòng luyện đan, trong nội tâm thầm nghĩ: đã luyện thành sát lợi linh đan, ta liền lập tức ly khai mảnh đất thị phi Dược Vương Phủ này, trở lại Tề Vương Thành làm phú ông của ta vậy. Mấy ngày nay hắn khó được thanh tĩnh, Tô Triệt cũng im hơi lặng tiếng, không có tìm hắn gây khó dễ, để cho trong nội tâm Giang Nam thầm lo lắng. Sự tình ra khắc thường tất có yêu dị, Tô Triệt càng là án binh bất động càng làm cho hắn giữ vững tinh thần, không dám qua loa. Tử Xuyên, người rốt cuộc cũng chịu đi xa rồi. Đột nhiên thanh âm của Nhạc Linh Nhi truyền đến, đánh tan suy nghĩ của hắn. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Linh Nhi cùng tứ hoàng tử Tô Hoàng đứng chung một chỗ, xa xa hướng hắn mà ngoắc tay. Lúc này hắn đi tới. Tử Xuyên, mấy ngày nay ngươi trốn không gặp ta, có phải là vẫn còn tức giận chuyện nhị hoàng tử phái người giết ngươi hay không? Nhạc Linh Nhi là bậc cân quốc, không thua đấng mày râu. Nàng thẳng thắn nói, không có chút cưỡng ghép nào. Chuyện này ta nguyên bản không biết là nhị hoàng tử đặt bẫy muốn hại ngươi. Hai ngày trước ta đã tìm hắn rồi, hung hăng mắng hắn một trận. Hắn nói sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa đâu. Ồ, đa tạ Linh Nhi quận chúa. Giang Nam đối với cô nương tùy tiện này cũng rất có hảo cảm, hướng hai người chắp tay chào, lập tức dò xét Tô Hoàng vài lần, chỉ cảm thấy Tô Hoàng trở nên thâm bất khả chắc. Động dung nói, hẳn là điện hạ đã đột phá tu thành ngoại cương rồi sao? Tiểu vương bởi vì may mắn luyện thành một lô thuần dương xích huyết đan, đem tinh thần ý niệm sâu sắc tăng lên, lúc này mới tu thành ngoại cương. Tô Hoàng khiêm tốn cười cười, cũng đang đánh giá Giang Nam, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhịn không được nói, Tử Xuyên huynh, tu vi tiến cảnh của ngươi thực sự rất là kinh người, chân khí mạnh mẽ cơ hồ là gấp 2 lúc trước rồi. Hơn nữa chân khí của ngươi nội liễm, lúc lưu động như là trường giang đại hà lao nhanh, chất lượng cực cao, lực ngưng tụ rất mạnh, so với cương khí chỉ kém một phân thôi. Chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của ngươi vậy mà cường đại đến loại trình độ này rồi sao? Chân khí cần tinh thần ý niệm gia trì mới có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Nói thí dụ như hai người đồng dạng là luyện khí cảnh, dưới tình huống tu vi giống nhau, ai tinh thần ý niệm càng cường đại, thực lực sẽ càng cường đại. Tinh thần ý niệm của Giang Nam gia trì chân khí vậy mà cường đại đến cơ hồ địch nổi cương khí cảnh, có thể thấy được tinh thần ý niệm của hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu.
Tô Hoảng nguyên bản đối với mình tu thành ngoại cương hoàn toàn chính xác có chút tự đắc. Bất quá chứng kiến Giang Nam rõ ràng ở trong 6-7 ngày ngắn ngủi liền có thành tựu bậc này, đối lập với phía dưới, tốc độ tu luyện của mình liền không coi vào đâu cả. Tứ hoàng tử quá khiêm nhượng rồi. Giang Nam lắc đầu cười nói, ngoại cương cảnh cách thần luân cảnh giới chỉ có một bước ngắn thôi, mà ta mới là luyện khí cảnh, so với ngoại cương cảnh kém không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Tô Hoàng ngưng trọng, trầm giọng nói, Tử Xuyên huynh, lúc ngươi vừa tới Dược Vương phủ, tu vi bất quá mới là luyện mô đỉnh phong, ngày hôm sau ngươi liền tu luyện đến luyện khí cảnh giới. Ta bế quan mấy ngày nay, ngươi càng là vượt qua luyện khí sơ kỳ, tu luyện đến trung kỳ, loại tốc độ này thật là khủng bố mà. Nhạc Linh Nhi nghe vậy thè lưỡi cười nói, tiểu muội cùng Tử Xuyên hơn 2 tháng trước kết bạn với nhau, khi đó hắn chém giết rắn vảy vàng gân hồng cứu ta một mạng. Cha ta tự mình xem xét miệng vết thương của con rắn này, nói Tử Xuyên tối đa chỉ là tu vi luyện cốt mà thôi. Hơn 2 tháng thời gian vượt qua luyện cốt, luyện mô hai đại cảnh giới, tu thành luyện khí trung kỳ, đây cũng không phải là khủng bố mà là biến thái rồi. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là biến thái rồi. Tô Hoàng trịnh trọng gật đầu, từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn về phía Giang Nam càng thêm hiếu kỳ cười nói, Tử Xuyên huynh, người nhất định có chỗ kỳ ngộ, thậm chí kỳ ngộ so với tiểu vương không kém chút nào. Giang Nam mỉm cười, không có giải thích, thầm nghĩ, nếu các người biết rõ ta trước khi gặp được Giang Tuyết tỷ tỷ mới là cảnh giới luyện gân, chỉ sợ trong nội tâm sẽ càng thêm kinh ngạc thôi. Tô Hoàng cũng có kỳ ngộ của mình, thấy hắn không nói cũng không hỏi nhiều. Nhạc Linh Nhi cười nói, hai vị, hôm nay chính là ngày đầu tiên của Dược Vương Thành Vạn Thương Đại Hội, cực kỳ náo nhiệt, không bằng cùng đi ra ngoài dạo chơi. Sao, Vạn Thương Đại Hội ư? Giang Nam giật mình hiếu kỳ nói, Tử Xuyên, người thật đúng là người mới ra nghề mà, ngay cả Vạn Thương Đại Hội rõ ràng như vậy mà cũng không biết được, thật không biết ngươi là người bước chân vào giang hồ như thế nào được đây. Nhạc Linh Nhi có chút đắc ý cười nói, Vạn Thương Đại Hội là mỗi năm một lần thương hội mà Dực Vương Thành ta tổ chức, liên tục tổ chức hơn 10 ngày, thương nhân thương hội các nơi trong cả nước đều đến đây mua bán bảo vật, thậm chí còn có thể chứng kiến kỳ chân dị bảo của nước ngoài, cực kỳ náo nhiệt. Vạn Thương Đại Hội các loại bảo vật đều có cả, có linh đan diệu dược, kỳ chân hiếm thấy, tuyệt thế binh khí, tài liệu thượng thừa, đan phương, thậm chí các loại võ học tâm pháp kỳ lạ đều có cả. Nghe nói còn có đại yêu cũng biến hóa thành hình người đến đây mua bán giao dịch. Tô Hoàng gật đầu cũng phụ họa cười nói, đúng vậy, Vạn Thương Đại Hội nguyên bản chủ yếu là thế gia các nơi tới mua linh đan của Dược Vương phủ, về sau càng xử lý càng lớn hơn, biến thành một đại thịnh hội, không đơn thuần là mua bán linh đan nữa rồi. Trên Vạn Thương Đại Hội ngẫu nhiên cũng có cường giả tu thành thần thông hiển lộ tung tích ra, bán đồ vật đều là có một không hai, chỉ là giá cả cực cao, tất cả các đại thế gia cũng là thường xuyên đến đây bù đắp cho nhau. Giang Nam không khỏi động tâm cười nói, ồ, việc trọng đại bậc này tự nhiên ta cũng muốn thấy tận mắt để hiểu biết thêm rồi. Trong Dược Vương Thành đầu người nhốn nháo so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt, tại đây đúng theo như lời của Nhạc Linh Nhi và Tô Hoàng nói, hội tụ hiệu buôn thương hội cả nước, thương nhân khắp nơi đều chân đất, hàng hóa bán ra cũng thiên kỳ bách quái, rực rỡ muôn màu, không chỉ có hàng hóa tầm thường, còn có các loại yêu thú trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn. Thậm chí Giang Nam còn chứng kiến một thương đội làm ra một cái ao nước cực lớn, trong ao nuôi cự quái trên biển xấu xí dữ tợn, toàn thân dài, khắp người là gai xương, sau lưng mọc lên 6 vây cá, không biết là cái giống gì, phải để cho người ta thầm kêu kỳ lạ. Bất quá giá cả những kỳ chân dị bảo này cao đến mức làm cho người ta phải tặc lưỡi, động đến là thiên kim vạn kim. Trong nội tâm Giang Nam âm thầm sợ hãi, bảo vật tại đây bất luận một kiện gì đều đủ cho Giang gia lúc trước phải tán gia bại sản. Những đại thương nhân này đến từ tất cả các đại thế gia, tất cả các thế lực lớn, chiếm cứ một phố buôn dài hẹp. Bất quá ngoại trừ những đại thương nhân này, cũng không có thiếu vũ giả đến từ các nơi không có thế lực, bởi vì không đủ tài lực, thường thường tùy chỗ bày bán quầy hàng. Dược Vương phủ chuyên môn an bài một con đường với tư cách thị trường, khiến quầy hàng tán loạn này tụ tập cùng một chỗ, tên là tạp hóa nhai. Nhạc Linh Nhi hào hứng bừng bừng, ở phía trước mở đường hướng tạp hóa nhai đi đến, nàng cười nói, những đại thương nhân này thanh thế và địa vị vô cùng to lớn,
vô luận bảo bối gì đều bị bọn hắn kiếm được nhất thanh nhị sở. Tuy ít có hàng giá nhưng giá cả cao đến mức dọa người. Tạp hóa nhai tuy đồ bỏ đi rất nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng có bảo bối rất xuất sắc. Ta nghe nói có người đã từng bán ra qua một bộ bản bí tịch cấp bậc thần thông, bị một đại gia tộc ngoại quốc mua được. Chúng ta mau đi vào trong đó, nói không chừng có thể kiếm được một ít bảo bối thì sao. Giang Nam cùng Tô Hoàng lướt nhau, có chút bất đắc dĩ, đi theo nàng hướng trong đám người lách vào. Trong tạp hóa nhai, quầy hàng đặc biệt rậm rạp và chẳng chịt, hàng hóa bán ra quả nhiên thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có cả. Ví dụ như hàm răng giả, da lông yêu thú, vũ khí, áo giáp, đan lô, các loại đan phương cùng với linh đan diệu dược. Trừ những thứ đó ra còn có cái gọi là bí tịch thượng cổ thần thông bán ra tràn ngập. Di vật thiên thần là vũ khí thiên thần sử dụng, tên tuổi to đến mức hù chết người. Bất quá đều là một ít phàm vật, không có đồ vật gì đáng giá để cho người mở rộng tầm mắt cả. Đan phương thượng cổ thần nhân bán ra tiện nghi, chỉ bán bạc dòng 100 lượng. Võ học viễn cổ đại thần, một khi tu luyện lập tức thành tựu thần luân, tu thành thần thông, mua đi mua đi. Giáp gia thú thần thông, đánh cũng không nát đây, đau thương bất nhập. Sau khi mặc vào liền có thể đạp đất phi hành, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, mại dô mại dô. Giang Nam cùng Tô Hoàng giờ khóc giờ cười. Những bảo bối này tên tuổi to đến mức dọa người, rõ ràng là đồ lừa đảo. Nhạc Linh Nhi lại càng có tinh thần, ở trước một quầy hàng cùng một trung niên đại thúc hèn mọn bị ổi ép giá. Tử Xuyên huynh, trong này rồng rắn lẫn lộn, thật sự có không ít cao thủ. Sắc mặt Tô Hoàng ngưng trọng, trầm giọng nói. Giang Nam cũng trịnh trọng gật đầu. Trên tạp hóa nhai tuy đều là chút ít tán tu, nhưng trong đó cao thủ cũng có khối người. Hắn có thể cảm giác được thấp nhất có vài chục cỗ hơi thở so với mình cường đại hơn. Thậm chí có mấy người so với Tô Hoàng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Vừa rồi quận chúa có nói tại đây thậm chí còn có yêu nhân đến mua bán hàng hóa. Dương khí của ta rừng rực tràn đầy thế này, vẫn là coi chừng một chút thì tốt hơn. Miễn cho rơi vào trong mắt những đại yêu kia, lại đem ta thành linh đan, rượu dược, hình người mà ăn thì hỏng. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, vận chuyển pháp môn mà Giang Tuyết truyền thụ cho hắn, phong bế 108.000 lỗ chân lông, khóa lại dương khí. Mặc dù hắn đối với võ đạo của mình tràn ngập tự tin, thế nhưng yêu quái có thể biến hóa thành hình người đều là cường giả thần luân cảnh, không phải vũ giả như Mộc Tần Nam có khả năng so sánh được. Dù là thần luân cường giả của Tề Vương, Dược Vương, bị loại yêu quái này nhìn chúng tuyệt đối cũng là một chuyện không tốt. Nơi đây quả nhiên có yêu khí mà. Giang Nam mọi nơi dò xét, hắn cùng với yêu thú chiến đấu không dưới 100 lần, đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm. Lập tức phát hiện có mấy vị thương khách đang mua bán, trên người tản mát ra yêu khí như có như không. Đột nhiên Giang Nam lại thoáng nhìn một trung niên nam tử trên quầy hàng, không khỏi dùng mình một cái, âm thầm kêu khổ. Trung niên nam tử kia mặc áo vào xám, diện mục gầy, mặt mày dẹp hẹp dài, đương nhiên là đầu hôi dao ở Lạc Hà Sơn biến hóa mà thành. Dao đầu Giang Nam run lên, cơ hồ muốn lập tức quay người chạy ra khỏi Dược Vương Thành. Lúc trước Giang Nam ở bên cạnh hồ sâu đã từng thấy con hôi dao biến thành nhân loại, thật sâu nhớ rõ tướng mạo của hắn, không phải là trung niên nam tử áo bào xám trước mặt này hay sao đây. Mà đốc xuất thần hỏa chỗ mi tâm của Giang Nam đúng là từ trong hang ổ đầu hôi dao này trộm đến. Đầu hôi dao này trong cuồng nộ thậm chí giết đến ngoài 100 dặm, đi tìm yêu vương khác gây khó dễ. Vạn thương đại hội cái gì chứ, đây rõ ràng là vạn yêu đại hội mà. Như thế nào những tên yêu ma quỷ quái này hết thảy đều chạy tới đây vậy? Nếu ta thoáng một cái thất thố thôi, hoặc là đào tẩu, lại để cho đầu hôi dao kia nhìn ra sơ hở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cương khí cường đại trong cơ thể Giang Nam lập tức áp xúc trái tim, để cho trái tim cơ hồ kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt, khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, giống như lúc trước không có chút dị trạng nào. Hắn thậm chí ngay cả 108.000 cộng lông toàn thân hết thảy đều phong bế, một tí tẹo mồ hôi lạnh cũng không có chảy ra ngoài. Đầu hôi dao này cũng không phải đại yêu cảnh giới thần luân bình thường, mà là đã tu luyện thành 5-6 đạo thần luân, tu thành thần thông cường giả. Thậm chí Giang Tuyết nói đầu hôi dao này có thể là tồn tại vô địch của Kiến Vũ Quốc. Đầu hôi dao kia đột nhiên phảng phất cảm ứng được ánh mắt của Giang Nam, ngẩng đầu hé mắt, ánh mắt hướng Giang Nam quét tới, lông mày khẽ nhúc nhích, phảng phất phát giác được dị trạng gì đó. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, tế thanh tế khí nói: trên người của ngươi có một loại khí tức để cho ta rất quen thuộc. Trong nội tâm Giang Nam lần nữa cả kinh, thầm nghĩ một tiếng không xong. Hôi dao mượn nhờ đâu xuất thần hỏa rèn luyện thân hình,
tu luyện không biết bao nhiêu năm, đối với khí tức của Đâu Xuất Thần Hỏa rất là quen thuộc, mà đóa hoa thần hỏa này đúng là giấu ở bên trong mi tâm của hắn. Giang huynh, ngươi cùng vị huynh đài này nhận thức nhau sao? Tô Hoàng cũng cảm giác có chút kinh ngạc, liền cười hỏi. Giang Nam lắc đầu, ánh mắt đầu hôi dao kia càng ngày càng lăng lệ, ác liệt, đột nhiên thò ra bàn tay khô gầy hướng Giang Nam chụp tới. Vị tiền bối này, ngươi làm vậy là có ý gì vậy? Trong lòng ngực Giang Nam đột nhiên truyền đến thanh âm sóng biển bành trướng, chân khí cùng cương khí từ trong cơ thể phun ra, hóa thành một chiêu giang lưu thạch bất chuyển, thân hình như bàn thạch bất động, chân khí cương khí thì như là đại giang bành trướng. Lập tức trong lòng ngực hắn truyền lại một tiếng long ngâm, chân khí cùng cương khí biến thành đại giang dầm ào ào rung động, hóa thành một đầu giao long dữ tợn hung ác quay quanh thân, dương nanh múa vuốt hướng bàn tay khô gầy của hôi dao nghênh chiến. Đầu hôi dao kia bấm tay gảy nhẹ, một chiêu này của Giang Nam ào ào nghiền nát, chân khí và cương khí của hắn ở trước mặt hôi dao quả thực không chịu được một kích. Ồ, nguyên lai người tu luyện chính là một loại võ học quan sát giao long biến hóa, khó trách ta cảm thấy khí tức quen thuộc như vậy. Môn võ học này của ngươi xây dịch biến hóa được tầm này thật sâu xa. Sát cơ trong mắt đầu hôi dao kia tán đi, khôi phục như thường, ngồi xuống tự nhủ. Hiện tại ta có chút chim sợ cảnh cong rồi, xem ai đều giống tặc nhân cả. Trời đánh cái kẻ trộm kia, ăn hết tim gan gấu báo hay sao mà dám can đảm ăn cắp bảo bối của ta. Người cũng không nên bị ta bắt được. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt như người vô tội đứng ở nơi đó. Sở dĩ hắn thi triển Long Hổ Tượng Lực Quyết đối kháng một kích của hôi dao, đúng là vì chuyển di lực chú ý của hôi dao. Cuối cùng không có bị hắn phát giác được Đâu Xuất Thần Hỏa ở mi tâm mình. Hắn hướng bên trên quầy hàng của hôi dao nhìn lướt qua, chỉ thấy trên quầy hàng hôi dao kia bày đặt từng quả dạ minh châu lớn nhỏ như trứng gà, cùng mấy khối khoáng vật to cỡ nắm tay, hiện ra kim loại sáng bóng. Thật đáng tiếc, lúc đầu ta ăn cắp Đâu Xuất Thần Hỏa này, quên lấy ra hai quả dạ minh châu. Giang Nam nhớ tới việc này còn cảm thấy một hồi tiếc hận. Trên trán Tô Hoàng mồ hôi lạnh như mưa, vội vàng kéo hắn quay người liền đi, thấp giọng nói: Tử Xuyên, thực lực của người này tuyệt đối ở trên thần luân cường giả, ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn sâu cạn cỡ nào, vẫn là không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Nhạc Linh Nhi đi theo kinh ngạc liếc nhìn hôi dao, nghi ngờ nói: Tử Xuyên, vừa rồi người nó cùng ngươi phát sinh xung đột gì vậy? Muốn tiểu muội đuổi hắn ra khỏi thành hay không? Bà cô của tôi ơi, đuổi đệ nhất cường giả Kiến Vũ Quốc ra khỏi thành sao? Nếu đầu hôi dao này tức giận thật sự, đại khai sát giới mà nói, chỉ sợ Dược Phương Thành sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này thôi. Sắc mặt Giang Nam cổ quái, lắc đầu thấp giọng nói: Quận chúa à, ta có một tin tức đại phú đại quý dành cho ngươi đấy. Ngươi để cho người đem mấy khối khoáng vật trên quầy hàng của hắn mua xuống đi, tuyệt đối là một vốn bốn lời rồi. Nhạc Linh Nhi bán tín bán nghi, nhẹ ngoắc tay, lập tức có một lão thái bà đi lên. Nhạc Linh Nhi phân phó nói: Phòng tổng quản, ngươi đi đem mấy khối khoáng vật trên quầy hàng kia mua xuống đi, vô luận như thế nào nhất định phải nắm bắt tới tay. Không quá một lát, phòng tổng quản hai tay chống chân, cái chán mồ hôi cuồn cuộn, thở hổn hển mấy câu chửi thề nói: Quận chúa à, mấy khối phá thạch kia đắt đến không hợp thói thường, trưởng quỹ kia điên mất rồi, mở miệng liền muốn linh đan thần thông cấp 1, một khối thạch đầu liền muốn một quả linh đan. Khoản mua bán này nếu thua lỗ, chỉ sợ vương gia sẽ bới ra lão thân ra mất thôi, lão thân không dám làm chủ đâu. Hết thảy đã có ta rồi, người mang theo tín vật của ta để mang tới 5 miếng linh đan cấp bậc thần thông ra. Nhạc Linh Nhi đem tín vật giao cho nàng, nhìn Giang Nam trong nội tâm cũng không khỏi có chút bồn chồn. Linh đan cấp bậc thần thông chính là của quý của Dực Vương Phủ, hàng năm sản xuất tối đa không đến 10 miếng, còn muốn tiến cống hoàng thất 3 miếng, coi như là phụ thân nàng Nhạc Thế Đình đơn giản cũng sẽ không vận dụng những linh đan này tu luyện. Tô Hoàng cũng có chút ít động dung, hiển nhiên cũng biết giá trị linh đan cấp bậc thần thông đắt như thế nào. Giang Nam cười nói: Quận chúa yên tâm, khoản giao dịch này tuyệt đối giá trị. Nếu quận chúa kiếm lợi nhuận lớn, mong rằng quận chúa có thể đem đan phương cấp bậc thần thông của Dược Vương Phủ cho ta một phần, lại phân bố 10 lô dược liệu. Phòng tổng quản cười lạnh nói: Giang công tử, nguyên lai là chủ ý của ngươi. Ngươi không biết linh đan thần thông cấp bậc này của Dực Vương Phủ ta đến cùng có bao nhiêu quý giá đâu. Nói ra có thể hù chết ngươi. Nếu mấy khối phá thạch kia không đáng giá trị linh đan,
Giang công tử phải thu xếp như thế nào đây? Giang Nam cười nhạt một tiếng nói, nếu không đáng giá trị, ta liền ở lại Dược Vương Phủ, vì Dược Vương Phủ luyện một năm linh đan. Sao? Ngươi vì Dược Vương Phủ ta luyện chế một năm linh đan sao? Phong tổng quản nao nao mỉa mai nói, Giang công tử, ngươi đến Dược Vương Phủ ta mới vài ngày, liền dẫn xuất tai họa liên tiếp ra, giết 6-7 người, đắc tội Mộc Vương Phủ cùng Nhị Hoàng Tử. Dược Vương Phủ ta chỉ sợ còn nuôi không nổi vị đại thần như ngươi đâu. Nàng lời còn chưa dứt, con mắt của Nhạc Linh Nhi lập tức phát sáng lên, cười nói, tốt, liền định như vậy đi, Tử Xuyên, ngươi cũng không thể đổi ý được. Phòng tổng quán, ngươi mua xuống mấy khối khoáng vật kia, liền đưa đến tàng bảo các nội phủ, thỉnh thúc tổ ta giám định một chút đi. Phòng tổng quản bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Dược Vương Phủ đi đến, trong lòng thầm nhủ, tên tiểu tử kia làm ra cái ước hẹn này, rõ ràng là muốn ở Dược Vương Phủ ta hết ăn lại uống suốt một năm đây mà, cầu Dược Vương Phủ ta bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn, vậy mà quận chúa còn đáp ứng ư? Chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu bạch kiểm này rồi sao? Bà ta không biết thủ đoạn luyện đan của Giang Nam, nhưng Nhạc Linh Nhi lại biết được nhất thanh nhị sở. Dù Giang Nam chỉ hiểu luyện chế các loại đan dược cấp thấp như dưỡng thần đan, uẩn thần đan, thế nhưng một năm trôi qua, luyện chế linh đan cũng đủ để làm cho Dược Vương Phủ phú khả địch quốc rồi, tuyệt đối là một cuộc mua bán vô cùng có lợi. Còn nếu Giang Nam tinh thông linh đan khác cao cấp hơn, như vậy Nhạc Linh Nhi trong lúc ngủ mơ cũng sẽ cười tươi. Ba người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Nam đã không dám xem nhẹ Vạn Thương Đại Hội tạp hóa nhai. So sánh với những phố buôn khác ở ngoài, tại đây mới thật sự là tàng long ngọa hổ. Dù sao, những đại thương nhân kia cũng không có cường giả cấp bậc thần luân, thậm chí tu thành thần thông. Nói không chừng, thật sự có thể đào đến thứ tốt đấy. Giang Nam không khỏi động tâm, bốn phía nhìn qua, tuy phát hiện một ít bảo vật được xưng tụng không sai, nhưng thường thường nắm giữ ở trong tay cường giả, chào giá cực cao, quý không hợp thói thường, hơn nữa đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ồ, thủy nguyên lực thật tinh thuần. Giang Nam đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cùng đâu xuất thần hỏa ở mi tâm tương khắc ở tiền phương truyền đến, trong nội tâm lập tức khẽ động. Trong đâu xuất thần hỏa ẩn chứa hỏa nguyên lực vô cùng vô tận, mà tương khắc tất nhiên là thủy nguyên lực. Hắn có được đâu xuất thần hỏa, cho nên mới có thể cảm ứng được khí tức của thủy nguyên lực. Chẳng lẽ là hoàng tuyền thần thủy ư? Trong nội tâm Giang Nam thình thịch đập loạn, kích động vạn phần, vội vàng bước đi lên phía trước. Chỉ thấy trước một kề hàng, một đại hán cường tráng đang nhiệt tình hướng tới du khách chào hàng của hắn. Hắn thét to nói, thần công bí tịch đây, thần công bí tịch mới xuất hiện, công pháp cấp bậc thần luân, viễn cổ thiên thần khai sáng võ học ra đây, chỉ bán 3.000 lượng bạc nào, mại dô. Giang Nam hướng quầy hàng của hắn quét tới, chỉ thấy trên quầy hàng mất trật tự này bày đặt hơn 10 bản sách cổ dùng xì dầu để làm cũ nát, trừ đó ra còn có rất nhiều tiểu vật, đều là vật lẫn lộn, đơn giản là khoáng vật xương cốt may vá chắp lại mà thành. Thế nhưng cỗ khí tức thủy nguyên lực tinh thuần này chính xác ra đúng là từ trong chút ít vật phẩm lẫn lộn từ nơi này truyền đến. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 9 của bộ truyện Đế Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe.